Sáng nay, tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Phú Ninh, lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã thả nhiều loài động vật hoang dã về rừng tự nhiên. Trước đó, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 1, Tổ kiểm tra Liên ngành Quảng Nam đã phát hiện nhiều hộ dân buôn bán các loài động vật hoang dã còn sống, đã thu giữ 8 kg rắn ráo, 9 kg rắn sọc dưa, 5,7 kg rắn mái gầm và rắn hổ phì, 1 con cầy hương trọng lượng là 2,5 kg, 16 kg ba ba và 40 kg thịt heo rừng. Số động vật hoang dã này được bàn giao cho hạt kiểm lâm huyện Phú Ninh để thả về môi trường sống tự nhiên tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Phú Ninh vào sáng nay. Hiện đang vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, nhu cầu tiêu thụ các loài động vật hoang dã trên thị trường rất lớn, nên các lực lượng chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm lâm luật, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng cố tình tổ chức săn bắn, buôn bán, vận chuyển các loài động vật hoang dã.